Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ con lợn, hay còn gọi là con heo. Nào, chúng ta cùng bắt đầu nhé. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ viết chữ lợn. Lợn nặng. Rồi sau đó chúng ta cùng vẽ tiếp. Chữ ơ bên đây mình vẽ thêm làm thành con mắt. Con mắt bên trái. Mình vẽ thêm chữ N bên đây làm thành con mắt bên phải. Rồi. Mình có thể đánh thêm miếng đây làm lông mi. Bắt đầu mình vẽ thêm cái mũi cho chú lợn này. Rồi, mũi thì có hai lỗ mũi cho nên mình chấm thêm bên đây một chấm nữa ha. Rồi mình vẽ tiếp thành khuôn mặt của chú lợn này. Đó. Vẽ tiếp miệng, vòng qua làm cái đầu. Rồi mình vẽ thêm lỗ tai cho chú lợn. Thêm lỗ tai bên phải. Rồi. Tiếp mình sẽ vẽ cái mình cho chú lợn này. Vẽ cái lưng phía trên. Rồi vòng xuống bên này. Vòng xuống đây. Tạo thành cái chân. Rồi vẽ thêm cái móng. Tạo thành chân. Vẽ thêm móng. Rồi mình vẽ ngang làm cái bụng cho chú lợn. Rồi vẽ cái chân khuất đằng sau. Một cái chân đằng sau. Rồi hai cái chân đằng sau. Đó. Mình vẽ thêm cái đuôi ngoan ngoẩy cho dễ thương ha. Cái đuôi của chú lợn. Như vậy là chúng ta đã vẽ xong chú lợn rồi các bạn nhé. Và chúng ta tiến hành tô màu. Mình tô màu cho chú lợn này ha. Tô cái mũi này. Các bạn có thể liên hệ Sài Gòn Art để mua tất cả các dụng cụ vẽ, từ dụng cụ vẽ thiếu nhi đến dụng cụ vẽ dành cho người lớn hay là những dụng cụ dành cho họa sĩ. Các bạn hãy bấm đăng ký kênh để chờ theo dõi những cái clip mới nhất của Sài Gòn Art. Cảm ơn các bạn nhiều. Xin chào tạm biệt các bạn.